Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn số 3908 đề nghị tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1 và tháng 2 năm 2023 trong cùng một đợt chi trả tháng 1 năm 2023. Căn cứ kế hoạch cấp kinh phí của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và thời gian nghỉ Tết âm lịch năm 2023, yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố chủ trì phối hợp với Bưu điện tỉnh xây dựng phương án chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng của tháng 1 và tháng 2 vào cùng kỳ chi trả tháng 1 năm 2023. Tổng công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội xây dựng kế hoạch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng của tháng 1, tháng 2, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người hưởng là người già yếu, cô đơn, ốm đau, bệnh tật, không có khả năng đến nhận trực tiếp. Thưa quý vị, từ 15 giờ ngày hôm nay, Liên Bộ Công Thương Tài chính thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Xăng E5 RON 92 tăng 332 đồng một lít, dầu DO giữ nguyên giá so với kỳ trước. Tại đợt điều chỉnh này, Liên Bộ Tài chính Công Thương quyết định tăng giá xăng E5 RON 92 thêm 332 đồng một lít lên 21.352 đồng một lít, xăng RON 95 tăng 347 đồng một lít là 22.154 đồng một lít, giá dầu hỏa tăng 601 đồng một lít lên 22.767 đồng một lít, dầu mazut tăng 107 đồng một kg lên 13.740 đồng một kg, giá dầu diesel giữ nguyên ở 22.150 đồng một lít. Như vậy, giá xăng đã có lần tăng trở lại đầu tiên sau 4 lần giảm liên tiếp. Theo thông tin từ Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ 0 giờ ngày 6 tháng 1 đến 24 giờ ngày 9 tháng 1, sẽ tổ chức lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ đông xuân 2022-2023. Mực nước tại trạm Thủy văn Hà Nội sẽ duy trì ở khoảng 1,7 mét. Để bảo đảm công tác lấy nước, phục vụ gieo cấy lúa đông xuân được hiệu quả, cũng như tận dụng tối đa nguồn nước bổ sung từ các hồ chứa thủy điện, Tổng cục Thủy lợi yêu cầu các địa phương lấy nước phục vụ sản xuất, hoàn thành việc khơi thông dòng chảy, giải tỏa ách tắc, đặc biệt tại các cửa lấy nước, theo dõi chặt chẽ thông tin, tổ chức vận hành tối đa công trình thủy lợi để thau rửa, trữ nước vào hệ thống kênh, trục, ao, phục vụ làm đất và gieo cấy, khẩn trương thực hiện gia cố bờ, ưu tiên cấp nước cho các khu vực khó lấy, cũng như chủ động phối hợp với ngành điện để bảo đảm cho các trạm bơm vận hành ổn định. Trong thời gian qua, tình trạng thiếu đất đắp nền và giá vật liệu xây dựng tăng cao, nguồn cung khan hiếm đã ảnh hưởng rất lớn đến chi phí, tiến độ thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Theo kế hoạch, dự án cải tạo cầu hướng trung tâm thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa phải hoàn thành trong năm 2022, nhưng thời gian thi công thực tế dự kiến kéo dài đến hết quý 1 năm 2023. Việc chậm trễ có nhiều nguyên nhân, một phần trong đó là giá cả và tình hình khan hiếm nguyên vật liệu. Xăng dầu này, sắt thép này, đất cát là tăng rất là nhiều, hy vọng là chủ tư có biện pháp nào đó để hỗ trợ cùng chia sẻ cùng với nhà thầu để vượt qua được cái giai đoạn khó khăn này. Cây cầu vào thị xã Bỉm Sơn chỉ là một trong hàng trăm gói thầu thi công đang chịu tác động của việc thiếu hoặc tăng giá vật liệu xây dựng tại Thanh Hóa. Điều này đặt ra yêu cầu cấp bách cho các cơ quan quản lý nhà nước trong việc tìm kiếm giải pháp cho tình hình hiện tại. Đến thời điểm này là tỉnh Thanh Hóa thì địa bàn Thanh Hóa đã có 39 cái mỏ đất đã được thăm dò phê duyệt chất lượng xong rồi, có số liệu rồi. Nếu triển khai tổ chức nhanh cái này đưa vào kế hoạch đấu giá nhanh thì tầm khoảng 6 tháng nữa thì 39 mỏ đó là với trữ lượng khoảng 45 triệu khối đưa ra là có giấy phép thì sẽ trung hòa được cái thị trường. Tỉnh Thanh Hóa đang yêu cầu các ngành có liên quan đẩy nhanh tiến độ rà soát các mỏ vật liệu xây dựng, nhất là các mỏ chưa có trong quy hoạch, công bố giá kịp thời và đúng với diễn biến thị trường. Các doanh nghiệp thực hiện nghiêm quy định của pháp luật trong quá trình khai thác, kinh doanh khoáng sản. Theo Sở Công Thương thành phố Cần Thơ, đến nay đã có 17 doanh nghiệp đăng ký tham gia bình ổn giá Tết Quý Mão 2023 với tổng trị giá hàng hóa dự trữ là hơn 2.236 tỷ đồng. Thành phố Cần Thơ hỗ trợ mở thêm các điểm bán hàng Tết tiêu thụ các mặt hàng cho nông dân ở Cần Thơ, điều hòa hàng hóa, giá cả, chất lượng, sản lượng. Đồng thời, Cục Quản lý Thị trường, Ban Chỉ đạo 389 thành phố tăng cường kiểm tra hàng giả, hàng kém chất lượng, giá cả, mẫu mã, các mặt hàng theo quy định. Về vấn đề xăng dầu, tình hình trên địa bàn thành phố cơ bản ổn định. Với quan điểm sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình, trong nhiều năm qua, hai vợ chồng chị Hải ở khối 1, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã miệt mài với những hoạt động thiện nguyện, trong đó mô hình dãy trọ không đồng
đã góp phần tiếp thêm động lực, giúp đỡ cho các em học sinh nghèo có thêm chỗ dựa vững chắc để vươn lên trong cuộc sống. Năm học 2022-2023 là năm học đặc biệt của em Cao Thị Thanh Sương. Không chỉ bởi em phải học xa nhà, mà em còn được bố trí một suất trọ miễn phí tại dãy trọ không đồng của vợ chồng chị Hải. Với sự chỉ bảo của vợ chồng chị Hải, Thanh Sương đã nhanh chóng thích nghi với môi trường mới. Con ở trước kia là cũng rất khó khăn, xuống đây được cô chú giúp đỡ. Xuống đến cấp đầu đến cấp 3 được cô chú giúp đỡ và đi vào nhà trọ này. Thì tụi con cũng rất cảm ơn cô chú để hỗ trợ cho tụi con. Được khởi công từ đầu tháng 6 năm 2022, dãy trọ không đồng gồm 6 phòng của vợ chồng chị Hải là nơi dành cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc các xã miền núi của huyện Núi Thành. Với dãy trọ không đồng này, vợ chồng chị Hải mong muốn được san sẻ phần nào gánh nặng tài chính cho gia đình các em học sinh, giúp các em yên tâm học tập. Hiện tại là có 6 phòng, nên là vợ chồng sống là 6 chiếc xe đạp để tạo điều kiện cho các em đến trường một cách nhanh nhất. Và mong các em được học, được thầy cô giảng dạy và trở về cái phòng trọ không đồng, được như là mái ấm yêu thương. Được biết là gia đình của anh Trần Anh với là chị Hẻ này là một gia đình gương mẫu của địa phương, làm công tác từ thiện rất là lao. Gia đình này lại có thêm một cái hoạt động mới rất là ý nghĩa nữa, đó là giúp đỡ cho các cháu gia đình là chưa đủ điều kiện để mà đến trường học cho nó hoàn thiện. Ngay trước ngày bước vào năm học mới, dãy trọ không đồng đã đón 18 em học sinh đến trọ. Hầu hết các em ở đây đều có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chủ yếu làm nông. Quãng đường từ nhà tới trường khoảng 20 đến 30 km. Chính vì lẽ đó mà khi được vào ở dãy trọ không đồng với đầy đủ tiện nghi và gần trường, khiến các em rất vui mừng và hạnh phúc vì con đường đến trường này đã bớt khó khăn hơn.